Hello, chào anh em nha Thì hôm nay tiếp tục cái series hướng dẫn trên boss trên boss trên bow quá mọi người Tức là phần dịch tông á, đây cái chữ như vậy là mọi người Đó, nhiều khi bên đọc không đúng cho anh em coi cái này nha trên bow, trên boss gì đó, đây, chữ này ha chữ này nè Anh em ha Nói chung là anh em là chơi đàn rồi Đã Biết tới cái phần dịch tông thì nói cái là biết liền ha Thì hôm nay Vinh sẽ Hướng dẫn cho anh em chỉ cho anh em cái cách để bấm cái dịch tông trên cái đèn BX120 như thế nào. Thì cái này nó cũng đơn giản thôi, nhiều khi anh em không có thời gian mò thì Vinh biết thì Vinh sẽ chỉ cho anh em luôn. Anh em mà có cái đèn đó thì sử dụng luôn, khỏi mất công phải mất thời gian nghiên cứu ha. Thì cái đèn này BX120 hay là BX110 hay là BX100 thì nó cũng tương tự thôi mọi người ha mình nhìn lên trên cái cái mặt trên của cái này nè thì nó có sự trên bầu nè anh em thấy cái nút mũi tên đi xuống nè rồi đi lên nè ha thì mình chỉ cần bấm một cái phím nào đó với lại cái nút đây thì kiểu như cái này là kiểu như trừ nè trừ xuống trừ một này trừ hai trừ ba cộng một cộng hai cộng ba tức là tăng lên nửa cung này giảm nửa công ha đó thì bây giờ mình trước khi đó mình kiểm tra trước nha coi thử bên chị có đúng hay không thì mình kiểm tra trước ví dụ Vinh bấm, bấm, bấm nút la nè và cái máy đo nè la nè ha mọi người ha a đó son nè g đó ha đô nè c nè đúng ha thì nó, nó đang bình thường thì chúng ta muốn trên bot thì chúng ta bấm vô cái nút này mọi người ton setting nè tay trái chúng ta giữ nút ton setting ha và tay phải chúng ta ví dụ như chúng ta muốn tăng lên một cung đi một cung tức là hai cái nửa cung cái bóng to setting để trái giữ nút đây ha và tay phải chúng ta bấm vào cái nút nút bên này nè bên phải là thấy mũi tên nè mọi người tam giác chỉ lên nè ha thì cái chỗ này là cộng thì chúng ta bấm hai lần thì nó sẽ tăng hai cái nửa cung tức là tăng lên một cung hiểu không nếu mà chúng ta bấm một lần chỉ tăng nửa cung thôi và bên đây bấm cái giữ cái nút to setting hồi nãy nè rồi chúng ta bấm qua bên này thì nó sẽ giảm nửa cung hiểu không mọi người ngồi bấm hai là bấm giữ và bấm hai lần thì nó giảm hai cái nửa cung tức là một cung vinh sẽ làm mẫu cho anh em nha rồi tay trái vinh sẽ giữ cái nút này ha thì vinh cầm một mình cũng khó bấm được rồi mọi người tay trái giữ nút này ha và tay phải chúng ta sẽ bấm vào cái nút mình bấm cái này đi bấm này hai lần để tí nữa là nó tăng lên một cung đó mọi người bây giờ không biết cầm sao đây nè một tay phải đi mất công mất cầm máy rồi không biết bấm sao thì nói chung là anh em cứ bấm vậy ha đây mình bỏ nghiêng hoàng bên đi để kiếm cái cách nào rồi thì trái chúng ta bấm cái giữ cái non ton tên ha thì phải chúng ta bấm cái này đó, cái nút này nè đó có trên bot này thấy không còn tâm giác chỉ lên thì chúng ta trái giữ nè giữ rồi tay phải bấm một hai thì chúng ta muốn tăng hai cái nửa cung À. Bắt đầu chúng ta đo lại coi đúng không? Bây giờ tôi đang đo nốt đô ha. Nốt đô nếu mà nó qua rê thì đúng ha. Đánh nốt đô nhưng mà nó thành rê gọi là đúng. Đó mọi người thấy không? Rồi đó, giờ giờ là rê đó. Ha, la nè. La thành uh, C si rồi đó, thấy chưa? Rồi ok ha. Thì cứ tương tự như vậy thôi. Anh em mà ví dụ mình mình uh, muốn tăng nửa cung hay mà tăng cung tăng hai hai cung ba cung gì đó họ là giảm nữ cung thì chú trừ nè trừ nữ cung trừ nửa cung trừ nửa cung cộng nửa cung cộng nửa cung rất đơn giản ha nói nó hơi gọi là hơi dài dòng anh em mà biết rồi á thì mình nói cái là anh em đã hình dung được ha chỉ chỗ là anh em chủ yếu cái mấu chốt là mình phải giữ cái nút này thôi mình nói hơi dài dòng là để cho anh em chưa biết gì họ những người chậm người lớn tuổi á thì sẽ hiểu hơn rồi anh em thông cảm cho mình nha rồi chào anh em ha à, quên nhân tiện đó thì Vinh cũng chỉ cho anh em là cái phần nói thêm nữa, ha là cái cây đàn này có thể đổi được các tiếng là mọi người nhìn thấy không trên cái mặt này nó có các tiếng đàn piano các loại tiếng khác nhau nè thấy không là ha thì cũng tương tự như đó mọi người bấm vô cái tone setting ha bây giờ mọi người thử tiếng mặt định nè vì Vinh sẽ thử cái tiếng e, e led piano là piano điện nè thử ha thì chúng ta cũng tương tự ha một, một à, tay chúng ta bấm cái tone setting và một tay bấm vô cái chọn cái số 1 này thử ha giữ cái này trước nè bấm này đổi qua tiếng khác khác ha rồi chúng ta thử nè giữ cái tone và chúng ta bấm qua cái à, cái tiếng bay hoặc gan thử ha giữ nè bấm bay hoặc gan rồi qua tiếng khác ha mọi người khác liền ha cái này nó phụ thêm ha rồi cái chính là chủ yếu cái video này là hướng dẫn anh em trên bot dịch tông rồi, anh em thấy hay thì like, comment, Rồi, ủng hộ cho mình nha. Rồi, chào anh em, hẹn anh em một cái video tiếp theo. BX 100, 110, 120, tương tự thôi anh em ha. Rồi, chúc anh em vui vẻ.